Vâng, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục trong phần cách đọc của tiếng Trung. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ đọc sang phần trăm, nghìn, vạn và tỷ. Trước khi chúng ta đọc sang phần cách đọc thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc trước nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc lướt qua một lượt từ mới cùng với cô nhé. Đầu tiên là bảy. Bảy là trăm. Các bạn sẽ vừa đọc và chúng ta sẽ nhớ từ mới luôn nhé. Tiếp theo, chien. Chien này là nghìn. Chien, nghìn nhá. Cô viết rõ lại cái thanh mẫu, thanh một ha. Tiếp theo, vạn. Vạn. Vạn này có nghĩa là vạn. Và vạn này sẽ tương đương với 10.000 trong tiếng Việt các bạn nhá. Tương đương với hàng 10.000 trong tiếng Việt. Ok. Trong tiếng Trung thì tiếng Việt thì chúng ta không đọc vạn đúng không ạ? Nhưng mà tiếng Trung thì sẽ lấy đơn vị vạn, có đơn vị vạn và nó tương đương với hàng 10.000 trong tiếng Việt. Ha, chi chi tiếp tục này. Y. Y này là tỷ. Tỷ trong tiếng Việt chúng ta cứ cái dịch nghĩa tiếng Việt là tỷ. Và lát nữa thì cô sẽ hướng dẫn cái cách đọc và cái cách chuyển đổi. Đó. À, chúng ta đọc lại lần nữa này. Bảy, chiên, vạn, y. Rồi, các bạn nắm rõ bốn từ mới này nhá, thuộc luôn từ mới này. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn bắt đầu từ hàng trăm và hàng nghìn. Trong đơn vị hàng trăm và hàng nghìn là cách đọc giống như tiếng Việt nên chúng ta sẽ dễ hơn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mấy phút rồi? Tí nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ con số 7. 7 này là trăm. Vậy thì chúng ta sẽ ghép vào là 100 đúng không ạ? 100 thì chúng ta cũng tương tự này, 100. Một là gì? Một là y và trăm là 7. Vì vậy chúng ta ghép lại 100 sẽ thành gì các bạn? Y. Y bảy. Đúng rồi, rất tốt. Tổng mà Y bảy. Chúng ta sẽ đọc được con số 100. Tuy ba. Ví dụ, 我们公司有100个人. Tổng mà 我再说一遍好吗? 我们公司有100个人. Công ty của chúng tôi có 100. 100 người. Tổng mà thì chúng ta sẽ đọc là 100. Đồng bộ ha, chi suy ha. Ví dụ như tiếp tục chúng ta sẽ đọc là 101 thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ đọc là gì cả lớp? Nào, cả lớp cùng đọc cùng cô nào. Y phải lẻ là gì? Lẻ là không đúng không? Thì chúng ta lại nhớ đến con số 0 trong video lần trước là liếng và liếng y. Tuyệt vời tuyệt ha. Với 101 chúng ta sẽ đọc là y bảy lính y. Tương tự 102 chúng ta sẽ đọc là y bảy lính r. Cả lớp đọc cùng cô và phải đọc thật to nhá. Tương tự nào, 103 chúng ta sẽ đọc là y bảy lính san. Tuy mà ha, chi suy. Tương tự thì chúng ta sẽ có con số là 110 ha. Chúng ta sẽ cùng đọc cùng cô nào. 110 chúng ta sẽ đọc là gì? Y bảy sứ cũng được. Tổng ma 110 mà y bảy sứ hả ba, hoặc có thể đọc là y bảy y. Tổng mô tổng y bảy y dễ xíng cũng được cả lớp nhá. Y bảy sứ 110 hoặc y bảy y, giống như trong tiếng Việt thì chúng ta có 110 hoặc là gì cả lớp, 101 đúng không ạ? Chúng ta có thể đọc là 101 hoặc là 110. Tổng bộ ha. Nên 100 này, 110 này chúng ta sẽ có hai cách đọc là y bảy y và y bảy sứ. Tổng bộ tổng. Vậy là cô đã hướng dẫn cho các bạn xong cách đọc của phần trăm